loạt dữ liệu kém khiến giới đầu tư lo lắng. Từ cuối tuần trước, thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo sau đợt bán tháo cổ phiếu. Tình trạng xấu kéo dài đến đầu tuần này khi dữ liệu cho thấy chỉ số báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến. Giá cổ phiếu giảm mạnh sau khi nhà đầu tư đổ lỗi cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, vì giữ lãi suất quá cao, ở mức từ 5,25% đến 5,5%, ngay cả khi xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang chậm lại. Song, hầu hết nhà kinh tế tin rằng nước Mỹ hướng đến việc hạ cánh mềm, lạm phát giảm xuống mức 2% mà không làm tăng tỷ lệ thất nghiệp. Ngoài tỷ lệ thất nghiệp, mọi chỉ số khác hướng đến mức tăng trưởng. Giới đầu tư chưa thực sự tìm hiểu kỹ và đang phóng đại thái quá về thứ gọi là suy thoái kinh tế. Jason Furman, cựu chuyên gia kinh tế Nhà Trắng, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard nói. Đầu tháng 8, báo cáo việc làm cho thấy đây là tháng thứ tư liên tiếp tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng mạnh, lên đến 4,3%. Kết quả báo cáo chịu sự ảnh hưởng lớn bởi tình hình kinh doanh ảm đạm của nhiều công ty lớn như McDonald's và Diageo. Báo cáo cũng phản ánh tình trạng nhu cầu tiêu dùng của người Mỹ giảm mạnh. Sau loạt dữ liệu kinh tế yếu kém, một số chuyên gia không dám chắc về sự ổn định bền vững của nền kinh tế số 1 thế giới. Chuyên gia lo ngại Mỹ rơi vào suy thoái, không quá lâu nhưng đủ sâu khiến kinh tế thế giới đi chệch hướng. Andrew Hollenhorst, nhà kinh tế tại Citi nhận định, người ta chỉ bắt đầu lo lắng về sự suy thoái khi họ đã ở trong giai đoạn suy thoái. Nói đơn giản, khi bạn thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng, đó là lúc tình trạng sa thải tạm thời trở thành thất nghiệp vĩnh viễn. Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây đồng thời làm tăng áp lực lên các ngân hàng trung ương thuộc Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC trong việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp diễn ra vào tháng 9. Nước Mỹ đồng thời đối mặt trở ngại liên quan đến người tiêu dùng. Việc kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh hay không phụ thuộc nhiều vào khả năng chi tiêu của người dân. Giờ đây, chuyên gia không đặt nhiều kỳ vọng về yếu tố trên do tỷ lệ thất nghiệp tăng, nhiều người phá sản do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu. Ngoài ra, tỷ lệ nợ quá hạn đối với các khoản vay mua ô tô và thẻ tín dụng tăng, đặc biệt là trong các hộ gia đình có thu nhập thấp. Khi người tiêu dùng đi lên, kinh tế Mỹ sẽ đi lên. Nhìn chung, người dân Mỹ có thu nhập ổn định nhưng số hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp tăng đáng kể, Ryan Sweet, trưởng nhóm kinh tế của Oxford Economics, Mỹ đánh giá. Fed giữ thái độ lạc quan. Giữa lúc nhiều chuyên gia chăn trở tương lai của nền kinh tế Mỹ, một số nhà kinh tế lập luận dữ liệu gần đây không tệ đến mức khiến quốc gia siêu cường kinh tế như Mỹ suy thoái. Ernie Tedeschi, cựu trưởng nhóm kinh tế của Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng, hiện là giáo sư tại Đại học Yale, nhận định báo cáo gần đây cho thấy Mỹ gần chạm mục tiêu về tình trạng việc làm. Mỹ cần thêm 114.000 việc làm để theo kịp nguồn cung lao động. Đó không phải là một báo cáo yếu kém mà là xu hướng phát triển thị trường. Trong khi đó, cơ quan có quyền quyết định chính sách lãi suất vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hồi đầu tuần, Ostan Gugobi, chủ tịch Fed Chicago, thành viên FOMC, mang sự khủng hoảng của chứng khoán toàn cầu ra làm trò đùa. Ông nói thị trường chứng khoán có nhiều biến động hơn so với ngân hàng trung ương Mỹ. Gugobi đồng thời thừa nhận số liệu bảng lương phi nông nghiệp yếu hơn dự kiến. Bù lại, tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp so với tiêu chuẩn chung. Nhìn xa hơn, bức tranh kinh tế vẫn chưa có dấu hiệu suy thoái. Các quan chức khác của Fed cũng lạc quan về tiềm lực của siêu cường kinh tế số 1 thế giới. Đầu tuần, Mary Daly, chủ tịch Fed San Francisco, cho rằng nhiều chi tiết trong dữ liệu việc làm củng cố niềm tin nước Mỹ chỉ chững lại, không đến mức rơi xuống vực thẳm. Về tình trạng đáng báo động về tỷ lệ nợ quá hạn với khoản vay mua ô tô, nợ tín dụng, Fed cho rằng số liệu chưa đến mức liên quan đến khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Huyền thoại Warren Buffett xả cổ phiếu trước thềm bán tháo toàn cầu là lời cảnh tỉnh cho nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán Mỹ đang bị thu hút bởi thông tin giao dịch của Berkshire Hathaway khi đế chế nhà Warren Buffett đã tích trữ đến 277 tỷ đô la Mỹ trong quý 2 năm 2024 sau khi bán sạch một loạt cổ phiếu, bao gồm một nửa cổ phần nắm giữ tại Apple. Theo nhận định của CNBC, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett có vẻ đã hành động sáng suốt. Không lâu sau những động thái mới của ông, thị trường chứng khoán toàn cầu đã rực lửa. Buffett, 93 tuổi, nổi tiếng là không bao giờ tính toán thời điểm của thị trường và ông từng nhiều lần khuyên nhà đầu tư cũng không nên làm vậy. Tuy nhiên, những động thái gần đây của Buffett lại đang đóng vai trò như một lời cảnh báo với nhiều nhà đầu tư phố Wall, những người tin rằng ông đã nhìn thấy một số điểm không hay về nền kinh tế và định giá cổ phiếu. Trên thực tế, Buffett đã bán dòng cổ phiếu trong 7 quý liên tiếp và mức định giá đắt đỏ có thể khiến nhà hiền triết xứ Omaha phải đứng ngoài thị trường.
hoạt động bán cổ phiếu của Buffett và các cấp dưới đã tăng tốc đáng kể trong quý vừa qua, khi Berkshire xả hơn 75 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu và nâng lượng tiền mặt của tập đoàn lên mức kỷ lục mới là 277 tỷ đô la Mỹ. Nhiều người theo dõi Buffett coi việc ông nhanh chóng bán ra các vị thế lớn nhất trong danh mục là một tín hiệu bi quan về thị trường cũng như về nền kinh tế Mỹ. Góc nhìn bi quan của Buffett có thể đang thổi bùng nỗi lo suy thoái của nhà đầu tư. Nỗi lo này càng gia tăng sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 7 gây thất vọng. Chia sẻ với CNBC, nhà phân tích James Shanahan của Edward Jones cho hay, động thái của Warren Buffett có vẻ đáng báo động vì một trong những nhà đầu tư vĩ đại với thành tích dài hạn ấn tượng lại không dùng tiền để mua cổ phiếu, mà trên thực tế lại đang thanh lý các vị thế. Có vẻ như đây là một tín hiệu thực sự tồi tệ. Warren Buffett không chỉ giảm 49% vị thế trong nhà sản xuất iPhone mà còn bắt đầu bán ra cổ phiếu Bank of America, vị thế lớn thứ hai trong danh mục đầu tư của Berkshire. Bà Barbara Gustin, đối tác quản lý tại R360, cho biết nhà hiền triết xứ Omaha thậm chí còn không thấy cổ phiếu Berkshire hấp dẫn. Bằng chứng là ông chỉ mua lại 345 triệu đô la Mỹ cổ phiếu Berkshire trong quý 2, thấp hơn hẳn con số 2 tỷ đô la Mỹ trong mỗi quý trước đó. Đây là những thay đổi lớn trong chiến lược của Buffett và có khả năng ông đang dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ suy thoái, bà Barbara Gustin, đối tác quản lý tại R360. Buffett đang phòng thủ và tấn công cùng lúc, một mặt giảm mức độ tiếp xúc với các lĩnh vực có khả năng bị định giá cao hoặc rủi ro, một mặt chuẩn bị tiền mặt cho các thương vụ mua lại lớn. Quý 2, thời điểm Buffett xả mạnh cổ phiếu, là khoảng thời gian mà S&P 500 tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Khi đó, nhà đầu tư kỳ vọng Mỹ sẽ tránh được suy thoái mà vẫn kiểm soát được lạm phát. Kỳ vọng đó bị đặt dấu hỏi với báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến của tháng 7. Thị trường toàn cầu bị bán tháo mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần này khi lo ngại về suy thoái kinh tế tại Mỹ lớn dần. Kết phiên ngày 5 tháng 8, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones của Mỹ bay hơn 1.000 điểm, trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản mất hơn 12%, đánh dấu ngày giao dịch tồi tệ nhất kể từ cú sụp thứ hai đen tối năm 1987. Cổ phiếu Berkshire cũng không tránh được tác động tiêu cực, giảm hơn 3%. Hai chỉ báo động nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ mới đây, tỷ lệ thất nghiệp của nước này đã tăng từ mức 4,1% tháng 6 lên 4,3% vào tháng 7, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Sự gia tăng này đã kích hoạt quy tắc Sam, một chỉ báo suy thoái do cựu chuyên gia kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, bà Claudia Sam phát triển. Chỉ báo này chỉ ra rằng nền kinh tế đang suy thoái nếu tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong 3 tháng cao hơn 0,5% điểm phần trăm so với mức thấp nhất trong 12 tháng. Thước đo này có độ tin cậy nhất định khi nó dự báo đúng trong ít nhất 9 cuộc suy thoái gần đây. Hiện tại, mức chênh lệch giữa tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong 3 tháng và tỷ lệ thấp nhất trong 12 tháng là 0,53 điểm phần trăm. Tuy nhiên, quy tắc Sam cũng vướng phải tranh cãi vì đôi khi nó không tính đến tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, điều này có thể làm tăng tỷ lệ thất nghiệp. Và thực tế là tỷ lệ tham gia lao động đang tăng lên ở thời gian này. Tuy nhiên, một chỉ báo khác là mức tăng trưởng hàng năm của số người thất nghiệp, vốn không bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, cũng cho thấy Mỹ đang chìm trong suy thoái. Chỉ báo này đề cập đến sự gia tăng tỷ lệ phần trăm số lượng người thất nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một tháng hoặc một quý, so với cùng khoảng thời gian đó của năm trước. Đây là một chỉ báo quan trọng để đánh giá tình trạng của thị trường lao động và xu hướng thất nghiệp trong nền kinh tế. Được biết, số người thất nghiệp tại Mỹ đã tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong ít nhất 11 trường hợp gần đây nhất khi tình trạng này xuất hiện, nền kinh tế đã xảy ra suy thoái. Dẫu vậy, dù cho hai chỉ báo này đã cảnh báo đúng về tình hình suy thoái trong quá khứ nhưng không có nghĩa lần này cũng vậy. Tom Essay, người sáng lập Seven Report Research đã nói với Business Insider rằng các chỉ số thị trường lao động khác vẫn chỉ ra Mỹ có khả năng có một cuộc hạ cánh mềm trong thời gian tới. Ví dụ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần vẫn ở mức khá thấp là 249.000, mặc dù đã tăng từ mức 194.000 vào tháng 1. Ông cho biết nếu chúng bắt đầu tăng lên trên 300.000 và đạt tới 350.000, thì đó mới là lúc cần lo lắng. Ngoài ra, trong khi báo cáo việc làm của tháng 7 yếu hơn dự kiến, khi Mỹ có thêm 114.000 việc làm mới, thì mức trung bình động 4 tháng vẫn ở mức cao và chỉ khi các báo cáo trong những tháng tới cũng liên tục ảm đạm thì mới chứng minh được là xu hướng chắc chắn đã giảm. Và dù mọi thứ có thể vẫn ổn, tuy nhiên, lịch sử cho thấy rằng khi thị trường lao động suy yếu đến mức này, nó thường có xu hướng xấu đi nhanh chóng. Jack McIntyre,
quản lý danh mục đầu tư tại Brandywine Global còn nhận định rằng có thể nền kinh tế còn chậm hơn so với những gì mà dữ liệu việc làm chỉ ra. Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất ISM cũng đã giảm sâu và báo hiệu hoạt động sản xuất của Mỹ tiếp tục chậm lại. Số lượng cơ hội việc làm cũng đang giảm, đạt 8,1 triệu vào tháng 6 so với 12,1 triệu vào tháng 3 năm 2022. Thị trường chứng khoán toàn cầu sẽ ra sao? Các nhà đầu tư đang gặp khó khăn khi giải mã thị trường trong bối cảnh dữ liệu kinh tế không khả quan trong tuần này. Diễn biến thị trường chứng khoán sắp tới có thể sẽ phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của thị trường lao động trong những tháng tới khi Fed chuẩn bị hành động tại cuộc họp tháng 9. Nhiều chiến lược gia đã khuyến nghị các nhà đầu tư không nên phản ứng quá mức với dữ liệu việc làm tháng 7. Dẫu vậy, có thể thấy, thị trường tài chính toàn cầu đang biến động trước làn sóng bán tháo cổ phiếu mạnh mẽ khi các nhà đầu tư ngày càng lo lắng về việc Mỹ có thể xảy ra suy thoái. Hướng đi của thị trường cũng phụ thuộc vào cách nhà đầu tư dự báo việc cắt giảm lãi suất cùng với dữ liệu tương lai. Mặc dù việc cắt giảm lãi suất nhằm kích thích nền kinh tế, giúp các doanh nghiệp phát triển và người tiêu dùng chi tiêu, nhưng nhà đầu tư cũng có thể hiểu chúng là dấu hiệu cho thấy Fed đã lo lắng về sức khỏe của nền kinh tế. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang dự đoán Fed có thể cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Michael Hartnett, chiến lược gia toàn cầu tại Bank of America, cho biết các nhà đầu tư nên bán cổ phiếu khi Fed cắt giảm lãi suất lần đầu tiên có khả năng diễn ra vào tháng 9. Hartnett và nhóm của ông đã phân tích các chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed. Ông cho rằng Fed đang rơi vào kịch bản hạ cánh cứng hoặc suy thoái. S&P 500 từng giảm trung bình 6,2% trong 3 tháng sau lần cắt giảm lãi suất đầu tiên ở trường hợp này. Mức giảm lớn nhất là vào năm 1974, khi chỉ số giảm 26% trong 3 tháng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!